Các bạn thân mến, mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đang được rất nhiều khách hàng quan tâm và xây dựng. Sau đây, Tân Á xin phép được gửi tới quý khách hàng mẫu nhà quốc dân. Sở dĩ người ta gọi là mẫu nhà quốc dân bởi sự ưa chuộng và phổ biến trong xây dựng hiện nay. Mẫu nhà Tân Á giới thiệu ngay sau đây là mẫu nhà của chủ đầu tư là anh Sâm tại Yên Bái. Tổng thể bên ngoài vào cổng chính, hệ thống hàng rào được thiết kế đồng nhất với tổng thể ngôi nhà, tạo cho không gian ngôi nhà luôn được khang trang và lộng lẫy. Ngôi nhà hiện lên với lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung, khỏe khoắn với những hình khối xếp chồng lên nhau vuông vức, tạo cho không gian ngôi nhà luôn được hiện đại và phóng khoáng. Bao bọc bởi phía trên là hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải, giúp thoát nước về mùa mưa rất tốt. Ngoại thất vô cùng ấn tượng với gam màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, kết hợp với màu đỏ của hệ mái Nhật, tạo không gian ngoại thất vô cùng hài hòa, cân đối, nổi bật và ấn tượng. Ngôi nhà được sử dụng bậc ngũ cấp ốp đá granite, có độ chịu cường lực cao, chống rêu mốc và nứt vỡ theo thời gian. Hai trụ cột thiết kế vuông vức và khỏe khoắn, kết hợp với những đường kẻ chỉ âm nhằm tạo điểm nhấn và nâng đỡ cho hệ mái được vững chắc hơn. Cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với khung pano kính. Xung quanh ngôi nhà được bố trí rất nhiều cây cảnh, giúp ngôi nhà luôn được hài hòa hơn với thiên nhiên. Và tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với chiều rộng là 7,2, chiều dài là 11,7m, căn nhà của gia đình anh Sâm được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng bếp công ăn, một phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân ướt. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà quốc dân 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Sâm tại Yên Bái. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.